Xin chào các bạn. Đây là chiếc máy xúc cần cẩu. Chà chà. Đây là chiếc máy vừa ủi được đất này. Vừa cẩu được nè. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ bảo dưỡng cái máy này nhá. Chà chà, chúng ta xem là khớp của máy ủi bị long rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ ra để bảo dưỡng nhá. Đây là cái ủi của nó này. Đây là khớp nối này. Bây giờ chúng ta sẽ cho một ít dầu vào. Ít dầu trơn rồi nhá. Bảo dưỡng nhá. Đó. Cái này nữa. Cho dầu trơn này. Cho dầu trơn vào để cho máy hoạt động hiệu quả. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Đó, lắp vào một khớp này, hai khớp này, hai khớp. Cẩn thận đừng gãy nhá, rất cẩn thận đừng gãy mất đấy các bạn. Khó lắm đấy nha. Chà, lắp được rồi. Đấy, trơn rồi nhá. Rất là trơn và rất là dễ hoạt động. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vặn cái ốc vào. Vặn ốc cho thật chặt vào. Cho một ít dầu trơn vào đây. Nào, vặn ốc vào. Nào, vặn cho chặt trợn mà không có rơi mất. Đây nữa, vặn nào. Cho một ít dầu vào. Thổi bụi đi. Khớp này nhá, đây cái ốc này nhá, cho một ít là vặn thật chặt vào. Vặn thật chặt vào. Cho một ít dầu vào đây. Khớp này. Cho một ít dầu vào khớp này. Nào, đến cái trục này. Xem vấn đề gì nhá. Hơi xít, cho ốc vào đây, cho dầu trơn vào đây, cho dầu trơn vào đây nhé, đó, thổi bụi cho khỏi cái ổ trục này đi, cho một ít dầu trơn vào. Cho dầu trơn vào bánh răng này, cho hoạt động rất là hiệu quả nhá. Cái này đó là tháo ra để bảo dưỡng nhá. Đó, đây là cái dầu múc này. Đó, dầu múc này. Đó, khớp này. Nào, cho dầu nhớt vào. Đó, cho dầu nhớt nữa vào. Nó tra dầu nhớt vào các cái khớp này. Vặn chặt vào nhá. Tra dầu vào đây. Đó. Cho dầu vào khớp này. Và thổi bụi đi. Đó, trơn hơn nhá. Đó, để cho nó lắp vào nhá. Sẽ lắp vào. Chà, rất là khó lắp đấy nha, phải lắp rất cẩn thận. Thank you.
À, lắp được rồi. Đó, hoạt động tốt hơn rồi nhá. À, xem cái khớp này có vấn đề gì không? À, chỗ này là bình xăng này. Xem cái khớp này xem có vấn đề gì không nhá. À. Thế thì xem cái khớp này có vấn đề gì không nhá. Đây là một cái chốt. Đây là một cái chốt. Hai chốt màu xanh lá cây hai bên. Ra. À, chúng ta thổi sạch bụi đi. Và cho dầu nhớt vào. Cho dầu nhớt vào. Đó. Rồi các bạn lắp vào. Xong lắp chốt vào. Và đây là một cái chốt nữa. Rồi. Vậy là máy xúc đã được bảo dưỡng xong, máy xúc đã được bảo dưỡng xong, đã chạy rất là tốt. Thật là tuyệt vời. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Xin chào tạm biệt.